Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Bên Của Thành nha. Các bạn bây giờ đừng gọi mình là ốc TV đã nhá, mà hãy gọi mình là công chúa Chanel. Tại vì mình đã tham gia vào một câu lạc bộ công chúa, nơi mà chỉ cần đến lâu đài màu hồng công chúa là trở thành công chúa luôn. Và công chúa còn mời cả Bên Của Thành làm công chúa nữa. Anh không làm công chúa đâu, con trai sẽ làm công chúa. Anh phải trở thành dân chơi à. Dân chơi nhìn như dở hơi hả? Chạy dở hơi. Anh không làm công chúa sẽ bắt anh đấy. Công chúa bắt anh hả? Thế bắt hả? Luôn giờ này, bắt luôn. Ôi giời ơi, công chúa màu hồng đây à, ôi. Ờ, nhưng mà sao công chúa lại bắt em là công chúa mà. Ôi công chúa gì mà còn bé tí bé teo, vẫn còn ngậm núm ti giả, được cái quyền triệu màu hồng. Công chúa là người đẻ ra đã là công chúa rồi. Ôi giời, có vương miện đẹp đấy, nhưng mà sao lại bắt anh bỏ túi, nhưng mà anh là con trai này, bắt con trai làm công chúa. Nhưng mà em cũng là công chúa rồi mà. Đây. Hay là tại vì chỉ có mỗi vương miện của em màu hồng, còn quần áo không màu hồng nhỉ? Đúng, thật lý. Ông ơi, hình như em cũng bị bắt rồi, do ngoài đời em không mặc màu hồng này. Thôi đúng rồi. Nhưng mà phải nói là nhà tù này rất đẹp. Quá chuẩn luôn. Ờ, đẹp thật đấy. Đi xẹt này, em đứng qua đây, Thành chụp em kiểu ảnh nè. Nào, 1, 2, 3, chụp. Trông ốc con xấu xấu lại còn đầu gấu, trông mặt ngu ngu. Dĩ trông bờ đi xẹt mà. Bờ đi xẹt thì rồi bây giờ tìm cách phải trốn thoát khỏi nhà tù toàn màu hồng. Hình như công chúa rất thích màu hồng không ạ? Thường công chúa thích màu hồng đấy. À, còn công chúa ốc cũng thích màu hồng hả? Công chúa ốc mà tất nhiên rồi. Cũng như tất cả các công chúa khác đều rất thích màu hồng. Công chúa ốc thì trông hơi ngu ngốc tí thôi, nhưng mà thích màu hồng các bạn ạ. Uầy. Đây là công chúa khi đội cái mũ gì đấy ốc? Công chúa nấu ăn đấy. À thế à? Ê, công chúa nấu ăn hả? Bây giờ đây mua 59 notebook chúng ta thể trở thành công chúa. Nhưng anh không làm công chúa đâu các bạn ạ. Em hết notebook rồi các bạn ơi. Các bạn nhớ xem quảng cáo cho mình nhờ. Ok. Rồi ok, bây giờ chúng ta phải trốn thoát khỏi nhà tù. Ui, ốc ơi, em nhảy xuống đây làm gì đấy? Em bị rơi chứ em nhảy ở đấy làm cái gì? Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Giời, ốc là ngu có thực lực, các bạn ạ, ngu có trình độ ấy. Người ta phải nhảy mượt mà này. Đây, bây giờ em nhảy đây. Ui giời, đi phải đợi anh chứ. Wow. Ui, em gặp công chúa rồi. Mau xuống đây, công chúa ở đây này. Anh trốn vào đây và anh giả vờ anh trở thành một món đồ chơi. Ốc thử nhảy vào đấy giả vờ món đồ chơi đi. Thì đấy, vừa nãy anh vừa chụp ảnh em rồi còn gì. Đây, nhảy lại đi cho các bạn xem đây, cho anh xem xem có giống món đồ chơi không. Công chúa đuổi rồi kìa. Nhảy vào đi, nhảy vào trốn đi, giả vờ ngu đi, giả vờ ngu đi. Đúng rồi, em không cần giả vờ ngu, chúc em ngu cực. Đấm được phát rồi. Công chúa đuổi đấy. Ờ, công chúa đuổi. Ô, công chúa có cái túi đẹp thật đấy các bạn, là có con gấu bông thỏi son màu hồng. Công chúa giống như là có cái túi giống như là Balenciaga. Balenciaga là cái gì? Bông hoa màu hồng. Hello công chúa. Chạy một phát lên đây luôn. À, công chúa bóp cổ anh. Công chúa sao lại bóp cổ? Công chúa bóp cổ anh à? Đồ ngu. Công chúa hôn chụt chụt vào mặt anh luôn. Công chúa thích anh. Ôi, công chúa thích mình. Công chúa là trẻ con. Công chúa khéo fan Bên Của Thành, đuổi cực cực gắt luôn các bạn ạ. Thôi không phải xin chữ ký Bên Quý Thành đâu. Em ở trên này rồi, đi thôi. Công chúa thấy anh quá đẹp trai nên là phải theo đuổi anh các bạn đấy. Ui dồi ôi, nhảy. Ui, công chúa nhảy xuống thế mà không ngất trên nền đất các bạn ạ. Ảo thật đấy. Nhanh lên, nhanh lên. Đợi anh. Đi thôi. Ốc lùi chơi một mình các bạn ạ. Ốc định vượt ngục trước anh. Ui, Bên Quý Thành ngồi vào đây xem toilet màu hồng này. Toilet màu hồng đâu? Ui, cuộc đời anh chưa thấy một cái nhà vệ sinh nào mà toàn màu hồng thế này luôn các bạn ạ. Wow, Bên Quý Thành ơi, nhìn nè, hoàng tử 6 múi. Hoàng tử 6 múi à? Lôi rốt. Anh mua đi. Anh chết trở thành hoàng tử lôi rốt. Em có notebook không? Em mua đi, em mua hoàng tử đi. Không, em mua công chúa. Ok, thế anh mua hoàng tử nha các bạn. Nhưng mà anh không nhìn được, góc nhìn của anh. Đây các bạn ơi, cho các bạn xem Bên Quý Thành 6 múi rốn lồi nè. Tóc rất mảnh trai, mồm ngậm tin giả. Hey, hỡi người em gái bị trúng lời nguyền, em có yêu anh không? Không yêu anh tát vỡ mồm. Không, cút đi. Em ơi, đi vệ sinh căn phòng màu hồng với anh không? Không thèm, em đi đào, em hồi đấy đi vượt ngục đây. Cứ bắt mua nhỉ. À, ốc trốn, cho anh trốn cùng với. Hế hế. Chết rồi ông ơi, anh không lấy được cái xẻng. Đồ ăn hại. Tại sao? Anh không biết. Anh thử character đi. Character là sao? Reset character. À ok, anh reset character nha các bạn. Anh biến thành hoàng tử hỡi người, em gái bị trúng lời nguyền. Xong rồi anh bị chết nhân răng. Thôi anh không làm hoàng tử nữa các bạn ạ. Mất 59 robux, các bạn nhớ xem quảng cáo đúng không anh nhá. Không giải quyết vấn đề gì hết. Đúng rồi, có thông đạo được trốn cơ. À, biến thành hoàng tử mình phải ở lại với công chúa. Chứ biến thành hoàng tử mình không thể nào mà đi một mình được. Bên Quý Thành ơi, em ở đâu này nè?
Đâu? Đây đây đây. Ở đâu còn lâu mới biết. Đây này. À, ở tít đầu bên kia gì? Đúng rồi, em nhảy cực mượt luôn đấy chứ. Hoàng tử mặc áo Burberry. What? Làm gì có áo Burberry? Thế là bi. Rồi, bây giờ nhảy qua bên này các bạn ạ. Nhảy trời qua ơi, cầu. Lại có fan hâm mộ nhắn tin rồi. Rồi, không sao, chạy nhanh lên. Bạn fan hâm mộ ai mượn đi theo vào bên hành vào đây rồi. Ui, cái cánh cửa hình đầu lâu không đùa được đâu. Vào đây nhìn này, công chúa để lược ở đây này, làm bẫy đấy. Không, bẫy đâu, mình đi trên lược là mình sẽ không bị làm sao. Mình mà đi xuống dưới là mình chết nhân răng. Thông minh lắm. Nhìn đây, à, bóng này đúng không? Ờ, ở đây có quả bóng to lắm. Quả bóng chắc chắn màu hồng, ui ôi. Wow, có màu hồng phát sáng, nhìn như là slime ấy nhỉ? Ừ, cực kỳ thích luôn mà các bạn. Trông nó như xì khói kia là nó rất là nóng đấy các bạn, là mình chạm vào mình bỏng đít luôn đấy. Really nigga. À, em sẽ leo lên luôn, bên hành leo được chưa? Ồ, anh tưởng nó lăn xuống, anh đứng đợi nha các bạn. Ôi trời ơi. Rồi, anh trèo lên nó nhanh ngay. Hoàng tử, bên hành ơi, hoàng tử. Hoàng tử đeo kính râm trông như thằng hầm. Hoàng tử kia. Hoàng tử mụ cơ bắp xóa mũi. Hoàng tử đeo găng tay đen trông mẹ nó phết. Nhưng mà đừng đùa với hoàng tử. Hoàng tử đấm cho ngất trên nền đất đấy. Đúng đúng. Đấm một phát là không ăn ngô nhưng mà ngô đầy mồm á. Hoàng tử hãy tha thử. Hoàng tử hôn em. Học rồi. Học rồi. Hoàng tử bắt tí. Hoàng tử cho vào cái lồng kia các bạn ạ. Toàn thật rồi vui em. Ống rồi à. Và từ đấy hoàng tử và ốc sống bên nhau trọn đời. Thôi khỏi đi. Các bạn nhể đúng không? Hoàng tử đã bắt ốc ở lại rồi. Đây rồi, anh đi lên trên này luôn các bạn ạ. Ốc vẫn ở dưới kia. Ốc lên trên này rồi, ốc nhanh nhanh phết các bạn. Ở lại với hoàng tử thì không ở. Không, về với anh Dung Cúc. Dung Cúc đây nè. Về với các bạn fan. Đúng không các bạn? Nhỉ? Nếu đúng các bạn bấm like video, bấm đăng ký kênh nha anh nhá. Nếu bạn nào chưa đăng ký nhớ like thật nhiều vào. 5.000 like ngày mai có video mới. Gì đây? Ủ, đâu đây? À, loại này siêu tốc độ. Ui, có những cánh hoa anh đào và những cái môi khổng lồ thơm vào mồm bê quy thầy. Uống lon nước vào đi ốc. Uống đi. Ôi. Đi nhanh quá không kiểm soát được tốc độ, ngu thật. Sao mày ngu thế hả? Em cũng rơi rồi. Đây, mình phải bình tóm các bạn ạ. Mình mà đi nhanh là mình rơi đấy. Nhảy. Tập trung. Tinh thần minh mẫn, tập trung trí tuệ cực cao. Không hề tào lao, nhảy một phát qua luôn các bạn. Trình độ cao nó phải như này. Ốc là chỉ là trình độ thấp thôi, ốc dụng bây giờ mà các bạn. Trên tường có hoa kiểu. Hoa rơi, mình cũng rơi. Bê Quy Thành à, ai mới là người về trước, ai trồng khoai đất này. Anh nhường em thôi, không cả các bạn bảo anh Bê Quy Thành cứ bắt nạt ốc suốt ngày trời, không cho chị ốc thắng ván nào. Bây giờ Bê Quy Thành đừng có mặt tào lao. Anh nhảy một phát qua luôn cho ốc xem, ốc chết thèm luôn, trình độ của anh quá cao ấy sợi. Nhảy phát ợ. Sao cái ợ của anh nó ra khí màu xanh nha các bạn? Chứ trúng độc à? Trúng độc rõ ràng. Anh leo lên chiếc thang màu hồng và bắt được cô nàng ốc. Ngu ngốc chạy đâu mất tiêu à? Anh biết thừa ốc vào đây. Ủa à? Không lấy ở đây à? Ốc không biết ốc đang làm gì đúng không? Ốc làm sao biết được ốc làm gì? Ốc biết à? Ốc biết các bạn, ốc biết lấy thang ra xong trèo lên. Thông minh nha phết. Vỗ tay. Uầy, ở đây là trại giam này. Nếu các bạn bị nhốt ở trong đây thì sẽ được đến được, người nhà sẽ được gọi điện cho các bạn bằng chiếc điện thoại màu hồng. À thế à? Đã mở được cái này đâu mà nhảy lên mấy cái đứa này. Nó cứ xô thang của em kìa. Cứ xô thang giời. Thôi. Yes. Bê Quy Thành chơi quá hay, lên ngay lập tức. Nó cứ xô thang em anh có ơi. Có ai xô em đâu. Có mỗi mình em ở đấy. Nhảy thẳng lên là được. Ốc cùi quá các bạn ạ. Lại em. Ui khí màu hồng luôn các bạn. Cái này mà xịt vào mặt thì thôi rồi. Tê tái con gà mái luôn các bạn ạ. Ui rồi. Hello em. Gặp idol. Hello bạn. Đây này, nó cứ đi rơi thang của em này. Thằng TV Man. Ông bị TV Man bắt lạc các bạn ạ. À, nếu các bạn thương ốc thì các bạn hãy bấm like video, bấm đăng ký kênh nha. Nó còn hai chị nữa. Cây tươi nhờ. Nhảy lên thang đi, đừng đi bộ. Rồi nhảy thẳng lên là được rồi. Đây rồi. Rồi các bạn ơi, ốc đã đến. Ốc ngô ngố
chui ra từ cái lỗ. Đấy, cái đoạn này mình phải nhảy lên nhé các bạn. Đi bộ là mình sẽ dễ bị gió thổi bay đấy. Ở đây có cái quạt to lắm này, rơi xuống trông này. Phan hâm mộ cứ chơi cùng làm là không tập trung được. Trời ơi, em như gà thôi. Chứ như anh ấy chạy các bạn phan hâm mộ đuổi không kịp luôn. Các bạn nào mà muốn chơi cùng anh Bưu Thành Võ Ốc thì theo dõi cái nick, cái nick Roblox của anh để phần mô tả đấy. Bấm vào có đường link cái nick Roblox của bên Quý Thành đấy. Này nè, sao anh cứ rơi thế nhỉ các bạn nhỉ? Anh tất nhiên là rơi rồi, anh có gì? Anh bị dính lời nguyền rồi các bạn. Ôi cái gì ấy, tụt chân xuống đây mà. Thôi anh giả vờ ngu tí thôi nhá. Bây giờ phải nâng cao trình độ các bạn. Chết rồi, ốc vượt qua mình thôi. Không thể thấy được. Mình không thể để ốc ai vượt qua được mình. Ốc vượt qua cả đám vừa nãy luôn ấy chứ. Công chúa không bao giờ làm khó được ông. TV Man đợi anh à? Không bởi cần vì đâu ông em chính à. Là một công chúa chứ còn gì. Công chúa ngáo, không hề tỉnh táo. Công chúa cái gì các bạn. Mình lại phải đi lại từ đoạn này lận các bạn ơi. Mình tính toán siêu thông minh luôn các bạn ạ. Mình giảm được bao nhiêu gọi là sức lực. Mình nhảy xuống một cái, mình nhảy sang đây, mình đi lên, mình vượt mình qua. Mình cũng tính toán thông minh nhưng mà mình su. Su cà na thôi gì. Em thôi bỏ quên đi. Rồi TV Man rụng một phát xuống dưới kia luôn. Ô TV Man tự tử luôn các bạn ạ. TV Man quá đen. Rồi các bạn ơi, anh đi lên trên này luôn. Ồ. Ý ấy. Ý à. Sao bắt chơi lại từ đoạn này, rụng xuống đúng rồi các bạn ạ. Em cũng rụng y chang đấy. Ai à, cày thế nhờ các bạn nhỉ. Không sao đâu, mình chơi lại từ đầu cũng được. Luyện tay cho nó trở thành cao thủ ngồi trên ngọn đu đủ. Nhảy sang. Nhảy lên. Ui dồi, tí hụt. Lại. Đấy, mượt mà luôn. Trời đất ơi. Ôi trời, chết tí rụng. Ôi trời ơi. Ông ơi, em đâu rồi? Ôi em rụng luôn cho nhanh. Anh thấy TV Man nó tan tác luôn các bạn ạ. Ôi dồi, quá căng thẳng luôn các bạn. Ốc tới đâu rồi? Ôi dồi. Đi đi em ơi. Không là không ai cứu được em đâu. Đây rồi các bạn ơi. Anh đã lên được đường ống rồi. Ốc lên được đường ống chưa? Chưa, nãy giờ suýt lên được đường ống rồi. Suýt lên được đường ống. Gì? Mới chỉ suýt thôi. Suýt thôi các bạn. Đây rồi, lên tới nơi rồi còn gì. Đấy. Nhảy sang đây Ốc ơi. Bên này Ốc ơi. Ok con dê. Trông ngáo ngáo. Nãy em đi lên kia. Xong rồi là em bị cụt đường, xong rồi em nhảy, thế là nó ngoằng nó sai. Tưởng ngáo hóa ra là không tỉnh táo à. Đây bây gió, giờ gió. Cơn gió này, gió to này, cẩn thận nhá. Bài Bên Quý Thành đầu vướng quá. Đầu vướng cái gì, bắt đầu đổ lỗi. Nhảy qua đường ống này. Nhảy qua, cái gì ấy. Nhảy qua, rất là khó nhìn nha các bạn. Phải thật là tập trung, không là cái gió màu hồng cái thổi phát view mồm luôn. Kiểu gì? Cái gì kia? Chạy đi các bạn ơi. Nhảy qua bay lên. Ui tôm nữa các bạn. Ui chui vào ống, tôi được về đích rồi. Wow. Đây là gia đình tất cả những người mà vào đây biến thành công chúa nè. Không phải mỗi màu hồng, đây còn có cả công chúa màu xanh, màu mà anh thích. Công chúa màu hồng. Ở ngoài kia có công chúa cầm chảo bên anh ơi. Đâu, công chúa cầm chảo à? Đây. Công chúa này mà cầm chảo pha gốc vỡ mồm. Ôi công chúa ơi, công chúa ơi, em không ăn món trứng rán của công chúa. Ê, đâu. Công chúa đập một phát trứng rán vào mặt luôn. Công chúa đấy, lấy súng ra. À, công chúa ném trứng vào mồm anh. Hả? Công chúa dám ném trứng vào mồm em đúng không? Em dùng ống nhỏm bắn thẳng đầu công chúa. Công chúa để bắn sợi, công chúa ít gọi là. Ủa, công chúa nhảy được các bạn ạ. Công chúa này với môn gọi là chảo thủ, công chúa liên tục đập chảo vào mồm Bê Quý Thành. Nhưng Bê Quý Thành là một xạ thủ đầu không hề chảy mủ bắn, gọi là công chúa gọi là ngất ngây con gà tây luôn. Ủa, mất máu này, ui gần hy sinh luôn các bạn ạ. Ôi công chúa đập anh ngất trên đất rồi ơi. Vĩnh biệt cô. Thằng này đi ra để bắn công chúa nào. Anh Thành cái gì đây? Anh ơi. Em ơi đi ra đi em ơi. Công chúa tha em, công chúa ơi. Công chúa cầm chảo đập liên tục vào mặt Bê Quý Thành này. Còn ném cái gì lên mặt đây? Ném đồ ăn hỏng các bạn ạ.
Không sao đâu, không sao đâu. Ây da, kìa, công chúa. Ôi, công chúa đập trái. Ôi, em chết anh luôn. Anh bắn một phát công chúa lòi rốn là lộn ngửa luôn không ạ? Anh thắng rồi, ốc thắng công chúa chưa? Chưa. Ốc công chúa không thắng được. Nói đùa cho mình, lúc nãy mình đâu có thắng được ta. À, cổ vũ cho ốc nào, ơi, cố lên ốc ơi. Mỗi lúc mà mình trúng cái đạn của công chúa là mình đi chậm lại hay sao ấy? Đúng rồi, công chúa ném để làm chậm em mà. Sau đó công chúa sẽ lấy chảo góp vào đầu em. Bong, bong. Đấy, ốc ngu người luôn, không thể tươi cười. Ốc trốn à? Ờ. Em lấy súng đâu, lấy súng đi. Thế màn hình của em không có súng. What the hell? Bấm vào đấy nào, gì chỉ xét chapter đi. Ôi giời ơi, ốc còn không có súng các bạn ạ, à. Cay cực luôn mà. Không có súng luôn. Rồi lấy được súng chưa ốc? Anh nhìn thấy súng mà vào đây. Anh nhìn thấy súng nhưng mà em không thấy. Bây giờ em thấy súng rồi. Em thấy súng thì em lại không thấy công chúa đâu. Thắng rồi, thế thắng rồi, đi thôi. Ờ, thế vừa nãy là sao nhỉ? Thế vừa nãy biết thế đi, đỡ phải reset làm gì. Rồi các bạn ơi, bây giờ là ốc lăn đã lăn xuống trước các bạn ạ. Đấy, lăn xuống trước đi ốc. Yes. Lăn đi. Ui, 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 rông đấy. Trong mặt quá. Say xe quá. Phong dẫm lên đầu ốc. Im. Ủa cái gì đây? Zone out group. À, vào với group của những công chúa màu hồng. Bạn đúng sẽ rồi. Trở thành những bạn nam sẽ thích mặc áo hồng luôn các bạn ạ. Đi giày hồng và mặc cửa váy hồng. Cửa ra đây rồi. Rồi thoát thôi ốc ơi, exit. Exit. À, nhưng mà vẫn còn bay. Nhìn chữ exit nhưng mà cánh cửa vẫn còn ở xa tít các bạn ạ. Tránh được cái laser ở đây nhé, không là đứt người đấy. Úi dồi, lách gọi là thánh né luôn các bạn ạ. Được của nó đấy. Ốc chẳng gì vì né, ốc cứ thế bay lên. Em cứ ở đấy mà gái em kiểu gì cũng bị cắt đôi người ở đấy. Cắt đôi nỗi sầu, anh buông tay cắt đôi nỗi sầu. Đi thôi. Ui, công chúa và những hoàng tử cơ mụn cơ bắp sầu mùi. Ui, hoàng tử này bụng mỡ quá, không phải cơ bắp như hoàng tử nè. Trời ơi, vẫn chưa ra đến đích à? Anh bảo rồi, nhìn thấy chữ exit nhưng vẫn còn phải sát tít. Này rồi. À, mình biết cái này rồi, chứ lấy thang mình, chứ gì. Sao mình vứt thẳng xuống dưới đấy nhỉ? Sao mình vứt thẳng xuống dưới một cách ngu người không thể tươi cười nữa nhỉ? Ngáo ngáo rồi. Chơi game nhiều ngáo rồi các bạn. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Kinh nhá, chơi game hay á. Nhưng là sao bằng hay bằng một cái thành. Mấy con thành chơi cái này gọi là mượt mà rất là dễ luôn các bạn ạ. Không có gì khó cả. Vứt xuống dưới này. Hà lần này mình cũng chơi mượt luôn đấy các bạn ạ. Wow, cầu vồng tình yêu. Ui, đứa nào kia? Hoàng tử Baby Thánh ơi, hoàng tử ở trong cái robot. À, robot màu hồng luôn. Chiếc xe màu hồng luôn các bạn ạ. Mình sẽ bắn hamburger, bắn vào nổ súng của hoàng tử. Hoàng tử này chắc là muốn bắt mình lại để cho công chúa. À, đây là tay sai của công chúa đó các bạn ạ. Còn con robot kiểu ôi bắn được ngôi sao luôn các bạn ơi. Oh. Nó bắn em. Nó bắn cả anh mà, gặp thằng nào nó cũng bắn mà ốc. Nó có thằng nào đó. Rồi anh hạ được một khẩu súng của nó rồi. Em hạ được rồi. Hạ một khẩu súng của nó từ nãy rồi. Anh bắn toàn hụt thế nhỉ. Chết rồi. Nhảy lên. Ui trúng đạn ngôi sao còn nửa máu thôi. Cố lên nào. Yeah. Em thắng rồi. Hôm nay em thắng nhanh quá trời luôn. Yeah. Anh cũng thắng rồi. Hoàng tử này nổ tung luôn. Chỉ có điện gì. Lên xe. Chiếc xe màu hồng. Xe toàn ngôi sao luôn. Ok. Lên xe không chê lên, anh nghèo lên xe anh đèo. Lên heo ê. Đi thôi chúng ta đi về phía cầu vồng rồi. Rồi các bạn ơi, vậy là trong video ngày hôm nay Bê Cô Thành đã trốn thoát khỏi gọi là thế giới để trở thành công chúa. Vì Bê Cô Thành là con trai. Còn ốc nha, mày nha, không tham gia vào hội công chúa này nha. Không là em không được về làm video các bạn xem đâu. Mà suốt ngày phải mặc váy hồng đấy. Ok đi rồi, bye bye. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đúng mình rồi. Bắn Bê Quý Thành luôn. Nhớ lại video nhé. Và bạn nào thích trở thành công chúa màu hồng thì bình luận ở dưới nhá. Để mình đăng ký công chúa để công chúa đến đón các bạn đi. Bye bye.